Thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp sang hướng hữu cơ, an toàn và thân thiện với môi trường, thời gian qua, ngành nông nghiệp Đà Nẵng đã triển khai và nhân rộng nhiều mô hình sản xuất lúa hữu cơ chất lượng cao, đạt kết quả tích cực trên địa bàn huyện Hòa Vang. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang. Cánh đồng trồng lúa hữu cơ chất lượng cao của Hợp tác xã Dịch vụ Sản xuất Nông nghiệp Hòa Phong 1 tại thôn Cẩm Tỏi Đông. Theo ông Nguyễn Sĩ, giám đốc Hợp tác xã cho biết, vụ hè thu này, bên cạnh các giống theo cơ cấu vụ của ngành nông nghiệp, các thành viên của Hợp tác xã còn gieo xạ thêm các giống trùng gắn ngày mới với 6 hectare giống ST25, 15 hectare giống DT100 trồng với tiêu chuẩn Việt Gáp. Được biết, đối với giống ST25, năng suất trồng thử nghiệm trong vụ đông xuân 2022-2023 đạt hơn 55 tạ trên 1 hectare và giá trị thu nhập lên đến 10.000 đồng trên 1 ký, cao hơn 2.000 đồng trên 1 ký so với các giống khác. Về thời tiết khí hậu thì giống ST25 này cũng phù hợp các loại giống khác. Năm 2022 thì thời tiết nắng hạn, nôm nắng nhưng mà lúa vẫn đảm bảo được năng suất. Nhưng mà giống lúa này có cái chất lượng gạo thì ngon, nhưng mà năng suất thì so với các loại giống khác là nó không bằng. Nhưng mà giá trị cái sản phẩm này thì cao hơn. Đây là vụ thứ tư Hợp tác xã Hòa Phong 1 trồng thí điểm giống lúa ST25 dưới sự hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật của Trung tâm Khuyến ngư Đông Lâm thành phố, cùng với các giống lúa khác đang được trồng thí điểm trên địa bàn huyện Hòa Vang, được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến tích cực trong sản xuất lúa hữu cơ chất lượng cao, từng bước nâng cao năng suất, sản lượng lúa thương phẩm, góp phần tăng thu nhập cho người nông dân. Sản lượng ít quá, cho nên thị trường thì nhu cầu nhiều, nhưng mà khi mà nông dân là nó là sản xuất ra là không có nơi tiêu thụ, nhưng mà thực tế khi có người tiêu thụ hợp tác xã bao tiêu thì là không có sản phẩm để mà cung ứng, thì bây giờ là sản phẩm là thiếu và không đủ để mà cung ứng thị trường, thì có nhiều đơn vị đặt hàng. Mục tiêu chương trình khuyến nông hàng năm của Trung tâm Khuyến nông Đà Nẵng là du nhập trình diễn những bộ giống lúa mới, lúa chất lượng nhằm nâng cao năng suất, đánh giá sự thích ứng của cái bộ giống để mà đưa vào sản xuất đại trà trong thời gian tới. Đồng thời thì trung tâm cũng trên cơ sở đó là nhân rộng một số các mô hình lúa chất lượng theo cái hướng hữu cơ và hữu cơ để người dân nắm bắt cái quy trình sản xuất lúa thân thiện với môi trường và đem lại một cái sản phẩm an toàn và chất lượng cho người tiêu dùng. Thực tế cho thấy các giống dài ngày đã chuyển đổi ra khỏi cơ cấu giống của thành phố. Bộ giống lúa hiện nay có năng suất cao, chất lượng tốt, năng suất lúa mỗi năm tăng hơn so với các năm trước. Nhiều giống mới mang lại chất lượng, giá bán cao hơn. Bên cạnh việc trình diễn các giống lúa mới, thời gian tới ngành nông nghiệp Đà Nẵng sẽ tập trung xây dựng các vùng sản xuất lúa nguyên liệu theo hướng hữu cơ, tạo ra sản phẩm để nông dân tham gia thị trường tiêu thụ, xây dựng hình thành nhãn hiệu lúa gạo tập thể đặc trưng của huyện Hòa Vang.